thật là không chắc là một con ốc, giống như con cua, giống như con cua. Ôi sao giống cục gạch quá vậy? Giống cục gạch. Tôi vẫn tiếp tục sờ luôn á. Biết tại vì không đoán ra được nên là Mika nãy giờ đang rất là tức với con đó. Không biết con đó là con gì. Rồi rồi. À, còn một tay nữa. Hello. Wow. Sao mà càng ngày tôi thấy càng đáng sợ với những nguyên liệu bí mật này vậy? Sao mà nó lên như vậy? Nhìn sợ quá. Mọi người có thử đoán xem với cái kích cỡ của chiếc hộp bí mật như thế này thì nguyên liệu bên trong thường là gì không? Nó chỉ là cái đồ đậy. Bây giờ mời hai nhóm bạn cùng lên và tự khám phá nguyên liệu bí mật đó là gì nhé. 1, 2, 3. Wow. Trời ơi, trời ơi, thiệt luôn kìa. Mà sao nó giờ nó không kêu ta? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Ủa, anh đứng lên rồi. Sao mà nó đứng lên rồi? Ý kiến gì không? Nãy giờ không ai nói gì hết. Nãy giờ không ai nói gì hết trơn á. Không sao, không sao, không ai nói gì hết trơn á, bình tĩnh nha. Chào cả nhà yêu của Kem. Hello, à, anh ơi, ở bên nước ngoài á, mình gọi con gà, mình kêu nó lại gần mình gọi bằng cách nào ạ? Cú cú cá cá cú 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 cú. À cú cú cá cá cú cú cá cá. Đúng rồi, nó mới bên Mỹ gọi như thế anh. Bên Mỹ gọi như thế. Cú cá cá bên Mỹ á, mấy cái bang của tôi nó kỳ lắm. Còn ở Anh thì có cái tiếng kêu như thế nào ha? Ấy cái gì vậy trời? Ủa trời ơi. À, điểm ở Việt Nam là mình kêu nè. Wow, rất là mạnh. Kêu như vậy đó nhưng mà cái âm điệu không có đến nổi như vậy. Anh nào em hết hồn luôn. Hết hồn luôn. Theo như em thấy rằng là dù ở nước nào đi chăng nữa thì gà gần như là một cái nguyên liệu chính trong mọi bữa ăn luôn đúng không ạ? Nhưng mà với mỗi một quốc gia thì chắc là cái cách chế biến nó cũng sẽ khác nhau đúng không? Chắc là chính là luộc. Luộc, chủ yếu là luộc hả? Mình cũng có thể rán hay là xào nhưng mà luộc là chính. Nước ngoài thì người ta rất là khoái ăn kiểu như là gọi là chicken strips. Mấy cái lát lát á. Rồi là gà không xương. Cái tấm bột á. Rồi cứ chấm 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 chấm. Rồi ăn cái đó không ạ? Ở Việt Nam tụi mình thì cũng có rất là nhiều món liên quan đến gà. Nhiều lắm, nhiều vô số kể. Cho mẹ và bé. Mẹ và bé. Ba, bắt đầu. Rồi, cả hai đi. Này, con bé thì là chắc là nó chết rồi. Rồi, cái bà BK đây mà làm tôi giật mình nè. Cái này là cái gì? Cái này là một con. Thật là không chắc là một con. Giống như con cua. Giống như con cua. Ôi sao giống cục gạch quá vậy? Giống cục gạch. Tôi vẫn tiếp tục sờ luôn á. Biết tại vì không đoán ra được nên là Mika nãy giờ đang rất là tức với con đó. Không biết con đó là con gì. Rồi rồi. À, còn một tay nữa. Hello. Bắt tay vào. Cái này là túi. Túi. Không, mà nhìn đến cái túi. Tại vì cảm giác cái độ sần của nó. Yeah, giống như là leather. Mika biết cái này là một con cá. Đây là con ghẹ. Chắc chắn con cá. Đúng rồi, con ghẹ đó gắm ơi. Một con cá rất là cường và túi nữa. Thôi mình lấy tay ra. Okay. Mời hai người chơi sẽ cùng đứng lên đây và nhìn xem bên trong chiếc hộp bí ẩn có gì. Vì sao cái này xấu vậy? Thì vậy con cá này nó xấu vậy? Cái này rất là không ngoan. Chắc là không ngoan nên rất là xấu. Thì như mọi người cũng có thể thử liên kết nha. Đó là ở cái phần đầu của nhập gia tùy tục, chúng ta đã cùng nhau tham gia hoạt động múa chén, cũng là một cái loại hình rất là đặc trưng của nhã nhạc cung đình Huế là ở khu vực miền Trung. Mà cá bò hòn thì cũng sẽ tìm thấy rất là nhiều ở khu vực ven biển miền Trung Việt Nam luôn. Cho nên cũng xin được bật mí với hai nhóm bạn, cá bò hòn chính là nguyên liệu bí mật của nhập gia tùy tục tuần này. Wow, ngon ngon. Đó giờ chưa bao giờ nghe cái tên con cá này và cũng chưa bao giờ được ăn thử, cũng không biết hình dạng nó như thế nào. Mình ăn rất là nhiều món Việt Nam nhưng mà không phải là do mình nấu. Theo cũng không biết cá bò hòn là con cá gì. Và thật sự là khi da, khi lớp da bên ngoài khá là dày. Lần đầu tiên mình thấy
này mình cứ nghĩ là chỉ là một cá thật sự rất xấu, chắc chắn cá này là không ngon đâu. Cá này rất là ngon luôn, thịt cá gọi là người ta so sánh như thịt gà vậy đó, vừa ngọt vừa dai mà trắng, nói chung là ngon lắm. Mà giống như Mika nãy nói là bé không ngoan hả? Bé không ngoan. Bé này ngoan lắm. Bé này bơi rất là chậm. Bé này sống chậm và sinh sản cũng chậm luôn. Cho nên là bé này rất là mắc tiền. Mắc tiền hả? Mắc tiền lắm. Nhưng mà Mika nói là nó giống như thịt gà. Thì cho nên nếu mình có sự lựa chọn, mình không có nhiều tiền thì mình nên mua thịt gà. Đây là gà của biển. Với Nhóm Gia Tùy Tú. Mọi người có thử múa chén bao giờ chưa? Anh là người chuyên múa chén. Cái kia nó có hiện tượng không lên á. Chỉ là hơi rung tay. Hơi rung tay là do là vì là lâu rồi á. Nghe cái tiếng rụng lạc không lên hiện tại. Còn bao giờ tất cả thành viên của gia đình sắp tới sẽ có một bạn chuyên nữa. Mà nghe Mika hơi lo lắng bởi vì có cây ở gió cây rất là mạnh mẽ. Cái này là bột ớt. Đây là bí mật của Mika. Có thể đi xem có được không? Trời ơi, kêu giấu nghề mà bước qua nhà người ta coi. 1 triệu rồi đó. Chưa tính nguyên liệu. Mình phải kiếm tiền để mà mình bù đắp lại cho cái món ăn này. Cây yo. Cho nên cây yo chú ý nha. Mika cần kiếm tiền để sinh con. Người bạo lực. Cũng tùy Mika. Mẹ và bé ơi. Cùng đón xem Nhóm Gia Tùy Tục vào thứ hai hàng tuần lúc 20:30 trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube TV Hub.